Eva nổi giận tập 88. Chin Chun vừa nhận được tin Hana không đến trường từ cô giáo, thì cũng vừa lúc Hana được Hân Minh dẫn đến gặp cô ở bệnh viện. Hana buồn và thương bố khi thấy In Hun đang nằm trên giường bệnh. Khi nghe được tiếng khóc của Hana, In Hun đã tỉnh dậy và đưa tay với lấy vai của Hana. Cũng lúc đó, hai mắt của In Hun đã mở to. Chin Chun ra báo cho bác sĩ biết được In Hun vừa tỉnh lại. Hân Minh nghe vậy mà thấy nao nao trong lòng. Điều này tuy anh không mong đợi, nhưng nó đã đến. Có lẽ, Chin Chun và Hana sẽ rất mệt mỏi vì quãng đời còn lại, vì sẽ phải chăm sóc In Hun. Nếu thế thì Hân Minh sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nào nữa, mặc dù Hana là con đẻ của anh. Được tin In Hun vừa tỉnh lại từ cô y tá, Su Chun liền phóng qua phòng In Hun, nhưng Chin Chun đã ngăn lại. Do vết thương tái phát, Su Chun quỵ xuống ngay tại chỗ. Cảm thấy tội lỗi vì Kang Sun không biết gì về chuyện của Ki Chun, Chun Mi mua loại nấm tốt cho bệnh ung thư và bảo Sắc mang qua biếu anh ta, để trong lòng bớt áy náy. Hân Minh gọi Chin Chun ra nói chuyện. Sau khi nhận được thông tin từ điều tra viên, anh ta bảo rằng đã tìm thấy người tài xế lái xe. Thực ra anh tài xế cũng đã uống rượu trong khi lái, nên sau khi đụng phải, anh ta hoảng sợ nên mới bỏ trốn. Nhưng hầu như Chin Chun không mấy quan tâm đến chuyện đó. Chuyện mà Chin Chun muốn nói là cô không thể nào cưới Hân Minh được. Hân Minh rất bất ngờ, nhưng anh nói là anh sẽ chờ đợi. Điều này làm Chin Chun rất cảm động và khó xử mà chảy nước mắt. Dường như cô đã yêu Hân Minh rất nhiều, nhưng vì nghĩ mình phải có trách nhiệm với In Hun nên cô không thể nào bỏ đi được. Kang Sun cảm thấy bất lực khi nói chuyện với cô nàng ngổ ngáo như Su Chun. Thật sự là không có từ nào có thể mô tả được. Ki Chun rất hài lòng vì Minh Kiêu vừa mở một cửa hàng mới. Một người đàn ông có ý chí phấn đấu làm ăn như vậy thì anh ta rất yên tâm để gửi gắm con gái. Ông Lee thấy bà Bông đang xong chiếc áo cho ông Ki thì tự lấy mặc vào và khoe xung quanh. Bà Bông bảo ông cởi ra, nhưng ông lì lợm không chịu cởi mà cố tình trêu bà Bông. Không dừng ở đó, ông còn mang chiếc áo đến khoe với ông Ki. Ông Ki biết chiếc áo đó bà Bông đan cho mình, nhưng ông tự tin là bà Bông chắc chắn sẽ đan cho ông cái khác. Hana tỏ ra là cô bé rất thông minh và hiểu chuyện. Cô bé hết mực yêu thương cả hai người bố và không phân biệt người nào với người nào. Điều này làm cho Kang Sun hết sức cảm phục và yêu thương Hana nhiều hơn. Ấy này trong lòng về chuyện của Ki Chun, Chun Mi đến gặp Chin Chun nhằm giải tỏa nỗi lòng. Chun Mi khuyên Chin Chun không nên rời xa Hân Minh, vì Ung Chun đã bỏ ra quá nhiều nước mắt để giành lấy Hân Minh. Còn Chin Chun từ bỏ Hân Minh một cách dễ dàng như vậy là một sự xúc phạm cho Ung Chun không hề nhẹ. Chin Chun sẽ suy nghĩ lại vấn đề này, nhưng tạm thời cô phải hết lòng chăm sóc In Hun. Vì In Hun mới vừa qua phẫu thuật, đang trong quá trình hồi phục, cần có người chăm sóc. Rồi Chun Mi sẽ nói sự thật cho Kang Sun biết trong trường hợp nào Chin Chun sẽ quay lại với In Hun hay không, số phận của Ki Chun sẽ như thế nào. Ông Ki và ông Lee, ai là người sẽ sống hết quãng đời còn lại với bà Bông? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo sẽ rõ. Vui lòng nhấn thích video và đăng ký kênh các bạn nhé. Trong tập trước, biết được chuyện Ki Chun bị ung thư, Chun Mi đến báo cho Kang Sun biết, nhưng nhớ lại lời dặn dò của Sắc, Chun Mi không nỡ nói đến vì sợ Kang Sun đau lòng. Sáng nay, viên điều tra đến để vạch mặt Ki Chun vì anh ta đã tìm được chứng cứ với đoạn video do Hân Minh cung cấp. Bà Hông biết được điều này thì hết sức đau lòng và không nghĩ rằng Su Chun lại như vậy. Với tội lỗi vu khống này, Su Chun có thể sẽ đi tù nếu có người kiện cô. Su Chun đến thăm In Hun, gặp Chin Chun ở đây thì Su Chun nổi điên, luôn miệng bảo In Hun là của cô ta, rồi đuổi Chin Chun đi. Nhưng vì tức giận nên Chin Chun cũng ăn miếng trả miếng. Cho đến khi Kang Sun đến thì Su Chun mới chịu bỏ đi. Chun Mi bảo Su Chun không phải là con người. Su Chun bảo nếu muốn đánh cô ta thì đánh đi. Nhưng Kang Sun và Chun Mi thì không thèm đụng vào một con người cặn bã như Su Chun, chỉ thêm mỏi tay, mỏi chân. Sau khi Su Chun bỏ đi thì cả ba người ra ngoài hóng mát, giải tỏa những muộn phiền, bức xúc trong người. Minh Kiêu hẹn Kang Sun ra ghế đá, rồi đưa cho cô bé một cái áo mà anh ta vừa mua, một cái áo cặp màu đỏ, trông rất nổi bật với làn da của Hong Chu. Mặc áo xong, cả đôi cảm thấy hạnh phúc khi đứng bên nhau. Ki Chun gọi điện cho phía nhà đất,
anh ta muốn thay đổi chủ sở hữu toàn bộ nhà đất của mình cho Hung Chu và Cân Xương trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ. Đúng lúc đó thì Hung Chu và Minh Thư đến mang cho Phi Trơn một ít thức ăn. Phi Trơn bảo hai đứa sắp với nhau à, nếu thế thì hãy gọi anh ta bằng bố. Phi Trơn rất hài lòng vì đã tin tưởng một người đàn ông như Minh Thư. Ông Ki vừa chơi hôn đi ra thì gặp ông Ly đi vào. Ông Ly rất bực tức nói ông Ki có cái mỏ dài, thì ông Ki dám mách với Sơn Hô và Hung Chu về chuyện ông ta không bị bệnh ung thư. Sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ, cuối cùng bà Hung cũng quyết định đưa địa chỉ nhà bà mẹ ruột của Sơn Hô để anh ta đi tìm. Vì bà lo ngại, nếu giấu đến chuyện này lâu, sau này Sơn Hô biết được sẽ trách móc bà. Bà khuyên Sơn Hô nên đi gặp, vì chắc chắn bà mẹ của anh ta cũng đang muốn gặp. Một người mẹ sinh ra con, làm sao có thể bỏ con ruột của mình được, nếu không có sự cố nào đó. Hưng Minh đến thăm Chin Chơn và thông báo cho cô biết rằng anh ta đã tìm được video lúc tai nạn, bảo Chin Chơn hãy yên tâm. Sau đó Hưng Minh kéo Chin Chơn ra ngoài để đi ăn chút gì, tại vì Chin Chơn chẳng chịu ăn uống mà mãi chăm sóc cho In Hun. Hai người vừa bước ra ngoài thì ngón tay In Hun đã bắt đầu nhúc nhích. Chin Chơn bảo với Hưng Minh là cô muốn chăm sóc cho In Hun vì In Hun là bố của Hana, với lại anh ta không còn một người thân nào khác. Chin Chơn cảm thấy mình có trách nhiệm phải chăm sóc In Hun vì In Hun đã cứu cô, nhưng Hưng Minh trong phút chốc đã nổi tính ích kỷ, ghen tuông. Anh không muốn Chin Chơn cứ vì In Hun mà không lo cho bản thân mình. Ông Ly đói bụng và muốn nấu nướng một thứ gì đó để ăn, nhưng do mãi mê uống rượu nên sau đó say và ngủ quên mất. Nồi trên bốc cháy khét, cũng may bà Bông về kịp thời phát hiện ra, không chịu được người đàn ông nghiện rượu và còn bất cẩn trong nhà. Bà Bông kéo hành lý của ông Ly ra và đuổi ông đi ngay lập tức. Trong lúc lang thang ngoài đường vì trời lạnh thì ông gặp Sơn Hô và Chân Mi đang đi dạo hóng mát. Sơn Hô mời ông đi uống bia rồi hỏi đầu đuôi câu chuyện. Sơn Hô bảo ông Ly không nên đứng chắn giữa tình yêu của mẹ và bảo ông hãy về nước Mỹ đi, vì ông ở đây ngày nào bà Bông sẽ cảm thấy đau khổ chừng ấy. Kể cả anh ta không thể chấp nhận người bố suốt ngày nghiện ngập và là người chưa bao giờ nuôi nấng anh một ngày. Ông Ly có vẻ cảm nhận được lời nói của Sơn Hô, hai mắt ông rơm rớm nước. Trong lúc gia đình Cân Xuân ăn sáng thì vô tình nói chuyện In Hun bị tai nạn làm Hana đứng bên trong nghe thấy. Hana khóc lóc, gọi điện cho bố và bảo muốn gặp bố. Hana hỏi Cân Xuân tại sao bố cô bé lại nằm bệnh viện, tại sao ông ấy bị đau và tại sao mọi người giấu cô chuyện đó. Cân Xuân cảm thấy Hana đã biết hết mọi chuyện nên không ngần ngại nói hết sự thật cho Hana biết. Cân Xuân hứa sẽ đưa Hana đến thăm bố, nhưng Hana muốn đến thăm ngay lập tức. Mặc dù Cân Xuân đã ngăn cản cô bé bắt Hana đến trường, nhưng Hana đã trốn học và đến ngay công ty của Hưng Minh nhằm hỏi Hưng Minh với hy vọng là Hưng Minh sẽ nói sự thật với cô. Khi Trơn đến phòng của Cân Xuân và muốn nói chuyện, Cân Xuân ra vẻ lạnh lùng bảo giữa chúng ta còn có chuyện để nói sao, làm Khi Trơn sững sờ, nhưng anh ta muốn mượn giấy tờ của Cân Xuân. Cân Xuân nghe đến đó thì tưởng Khi Trơn muốn đòi lại số tài sản mà anh ta đã trao cho cô, rồi sau đó mắng chửi Khi Trơn một trận làm anh ta bỏ đi. Nhưng Cân Xuân đâu biết rằng Khi Trơn muốn mượn giấy tờ để sang tên toàn bộ chủ sở hữu của anh ta qua cho cô. Rồi điều gì sẽ xảy ra với cặp đôi này, In Hun liệu có sống lại hay không, và Hưng Minh sẽ đến với Chin Chơn hay không? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo sẽ rõ. Vui lòng nhấn thích video và đăng ký kênh các bạn nhé. Trong tập trước,